Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon cùng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em của ông, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em của ông, Philip-phê, Bartolomeo, Thomas, Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon nhiệt tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía đường các dân ngoại và đừng vào thành của người Samari. Tốt hơn các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Kính thưa quý cộng đoàn, cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay con mới được phép tới đây để dâng thánh lễ. Một phần thì cũng xa xôi, bởi vì con đang phụ trách một cộng đoàn của nhà dòng ở quận 12 và phụ trách cái cơ sở dưỡng lão ở ngoài đó. Và cơ sở của chúng con thì cũng mới được thành lập. Cái số lượng người già thu vào thì khoảng trên dưới 100 người. Nhưng mà tụi con đang còn hoạt động, đang mới, cho nên là mới nhận được 10 người. Cũng đang còn mới và đang vận hành. Thì cái tiêu chí của chúng con ở đó là 3 không. Tức là cho người nghèo, không có gia đình hay không còn gia đình, bà con thân thuộc, rồi không còn tài sản hay là không có tài sản, rồi là không tự chăm sóc mình được. Thì đủ những cái điều kiện đó, tụi con sẽ nhận về đó để chăm sóc họ, cho họ có được cái niềm vui cuối đời. Và trong cái quá trình chúng con nhận, thì con cũng nhận được nhiều cái cuộc điện thoại. Nghe là mình cũng bất ngờ, bởi vì có những người già, họ biết được cái chỗ cơ sở, họ biết được cái số điện thoại của con. Họ gọi tới, họ hỏi rằng là: cha, ở đây nhận người già phải không? Thì con nói phải, và con nói ra những cái điều kiện đó. Thì họ nói rằng là: thưa cha, vậy thì cho con tới đó con coi được không? Nếu được thì con ở, còn không được thì thôi. Rồi có người thì nói rằng là: cho con tới con ở thử, con phù hợp thì con ở. Rồi thì con mới nói với họ rằng là: thưa cô, thưa chú, bởi vì cái cơ sở của chúng con không phải là cái nơi kinh doanh. Nếu mà cái nơi kinh doanh thì mình có quyền mình chọn, mình có quyền quyết định. Còn chúng con là cái nơi từ thiện, nơi phục vụ, nơi cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Cho nên chúng con không có những cái điều kiện đó. Chúng con không lấy những cái cá nhân ra để làm cái tiêu chí hay làm cái mục tiêu, mà chúng con lấy cái mục tiêu của cơ sở đặt ra để chúng con phục vụ. Do đó những cái điều kiện cô chú nói thì không được, mà trước hết thì chúng con phải đi khảo sát, phải đi coi, nếu phù hợp thì tụi con nhận, chứ không có được quyền mà đòi hỏi như vậy. Thì họ mới ngỡ ngàng ra, họ mới ngỡ ngàng ra, họ mới xin lỗi: cha, tụi con không có ý là như vậy. Nói không thì con cũng chỉ nói như vậy để cho mọi người cùng hiểu. Bởi vậy chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta đặt cái tiêu chí cá nhân mình lên làm trung tâm, làm cái để người khác phải chiều theo ý mình thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt là trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa gọi các tông đồ, Chúa gọi, Chúa chọn các tông đồ, chứ không phải là các tông đồ đi chọn Chúa. Chúng ta thấy bây giờ học sinh hay là những người này người kia muốn học cái gì đó, họ có quyền họ chọn giáo viên, họ có quyền họ chọn người này người khác. Nhưng mà với Chúa thì không phải vậy. Nhưng mà Chúa chọn họ,
Chúa cho những người tông đồ có thể là không theo ý của họ muốn, nhưng mà Chúa chọn để rồi Chúa, sau khi Chúa chọn thì sẽ có những, trong cái bàn tay của Chúa chắc chắn Chúa sẽ làm cho con người mình tốt hơn. Do đó khi Chúa chọn các tông đồ, không phải là Chúa chọn những người học thức cao, những người đẹp trai hay là thế này thế khác, nhưng mà khi Chúa chọn rồi thì Chúa sẽ có cách để Chúa giáo huấn, Chúa sẽ có cách để Chúa huấn luyện. Do đó Chúa gọi có nghĩa rằng là Chúa là trung tâm, Chúa cao hơn mình, chứ không phải mình cao hơn Chúa. Nếu mình mà lấy mình làm trung tâm, cao hơn Chúa sẽ rất là nguy hiểm. Và cái thứ hai là sau khi Chúa chọn xong thì Chúa sẽ ban năng quyền cho những người mà Chúa chọn, rồi Chúa cho họ quyền để trừ quỷ, quyền để giao giảng, quyền để làm những việc này việc khác mà trong cái phạm vi của Chúa. Do đó khi Chúa chọn các tông đồ thì Chúa cũng phải có một thời gian ngắn ngủi, ít ra là 3 năm để huấn luyện, giáo huấn họ. Sau đó thì đủ, gọi là đủ lông, đủ cánh thì mới ra đi để rao giảng tin mừng. Do đó chúng con cũng vậy, chúng con là những người mục tử, là những vị linh mục, không phải là chúng con tự chọn, mà chúng ta hay nghe nói rằng là Chúa chọn, đúng là Chúa chọn mình. Và sau khi được Chúa chọn thì cũng phải có một thời gian đào luyện. Ngoài cái việc học thần học, triết học, thì dòng chúng con là dòng mục vụ bệnh nhân, chúng con cũng phải có thời gian để được đào tạo, để sau này công tác mục vụ là lo cho bệnh nhân, như con bây giờ lo cho người già chẳng hạn. Rồi sau khi mà Chúa chọn thì Chúa ban năng quyền cho những vị tông đồ đó, rồi Chúa cho họ những cái quyền, chẳng hạn như quyền trừ quỷ, quyền được rao giảng, quyền được nói lời Chúa và sống lời Chúa. Và cái điểm thứ ba là sau khi Chúa chọn, Chúa ban năng quyền rồi thì Chúa sai đi. Có nghĩa là sau khi mà được đào tạo đủ tốt thì Chúa sẽ sai đi để rao giảng tin mừng. Không phải là mình nhận cái chức vụ xong đó mình để trong lòng và mình sống cho mình mà thôi. Nhưng mà sau khi mình nhận được những món quà vô giá đó thì mình phải đem đi, mình phải ra đi để mình phân phát, chia sẻ những cái món quà đó cho người khác. Chẳng hạn như chúng con được học về y tế, được học về thần học, triết học, chúng con phải biết để chia sẻ những cái phần đó cho những người cần chúng con giúp đỡ. Chẳng hạn như bây giờ ở đó người già, chúng con cũng phải hiểu một chút về y tế để chúng con có thể chia sẻ cho họ. Do đó bài tin mừng hôm nay không chỉ là nhắc nhở mọi người tu trì chúng con, mà nhắc nhở tất cả mọi người, sau khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa chọn, được Chúa mời gọi, chúng ta được Chúa ban năng quyền trong cái phạm vi của mình, chúng ta cũng được Chúa mời gọi xa đi để rao giảng tin mừng. Do đó mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm và bổn phận, và hy vọng mỗi người chúng ta cũng đáp ứng được những cái yêu cầu, những cái mời gọi của Chúa để chúng ta đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.